Hỡi con hãy lắng nghe tên Philato lên án tử hình cha, và hãy nhìn xem trái tim cha tiếp nhận bản án đó trong thế nào, nhẫn nại và tự như thế nào. Con ơi, nếu muốn bắt chước và noi gương cha, con hãy học cho biết thinh lặng và thanh thản trước những gì làm con đau khổ và trái ý con. Chúng con thờ